Chiều ngày 21 tháng 7, Thường trực Huyện ủy Vũ Quang tổ chức tập huấn kỹ năng thu thập, xử lý, cung cấp thông tin cho báo chí, giao ban công tác xây dựng Đảng và hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Công Thành, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Báo chí xuất bản Sở Thông tin Truyền thông, đồng chí Nguyễn Thái Hà, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Quang Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng bộ, chi bộ trực thuộc các cơ quan đơn vị, báo cáo viên, dư luận viên xã hội huyện đã được truyền đạt kỹ năng thu thập, xử lý, cung cấp thông tin cho báo chí, một số vấn đề về truyền thông nhà nước, mạng xã hội và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Tại đây, các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm vướng mắc trong quá trình tiếp cận và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, như tính chuyên nghiệp của người phát ngôn ở một số cơ quan khi cung cấp thông tin còn hạn chế, một số người còn ngại tiếp xúc với báo chí. Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Công Thành, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, trao đổi chia sẻ một số nội dung về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn, phương hướng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên thông tin và truyền thông. Theo đó, người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí và các đơn vị liên quan cần thực hiện nghiêm quy định người phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí theo quy định, thực hiện đúng quy trình tiếp và làm việc với báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên của các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng quy định của pháp luật cũng như tôn chỉ của các tờ báo. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cũng nhấn mạnh, mỗi cán bộ công nhân viên chức cần ứng xử thông tin một cách thông minh trước báo chí và trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cần chia sẻ các hình ảnh đẹp của quê hương, cơ quan, đơn vị để lan tỏa những điều tích cực đến mọi người. Hội nghị tập huấn đã giúp cho người đứng đầu, người phát ngôn báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Vũ Quang xác định rõ quyền trách nhiệm trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, các kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin, qua đó nhằm tăng cường nguồn thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan báo chí, tạo điều kiện cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp đúng pháp luật, khắc phục những hạn chế của báo chí do thiếu thông tin, hạn chế thông tin thiếu chính xác, tác động không tốt trong đời sống xã hội. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe về tình hình kết quả thực hiện công tác truyền thông 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, yêu cầu toàn thể cán bộ cốt cán, báo cáo viên và tuyên truyền viên trên địa bàn cần nắm rõ những nội dung mà Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã truyền đạt, đồng thời quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ đảng viên và nhân dân để nắm rõ những quy tắc ứng xử phát ngôn trước báo chí và trên mạng xã hội. Cùng với đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đã nêu một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Trọng tâm đó là tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, tổ chức học tập, tuyên truyền về Hội nghị Trung ương 3 khóa 13, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05, triển khai hội thi giảng viên chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi.